số 1 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào dưới đây? A. Người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe thô sơ. B. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. C. Cả ý A và ý B. Đáp án đúng là C. Cả ý A và ý B. Giải thích người điều khiển phương tiện gồm cả xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Câu số 2: Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây? A. từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng. B. từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối. C. từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Đáp án đúng là B, từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối. Giải thích: chỉ sử dụng còi từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối. Câu số 3. Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác. Bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không? A. Chỉ được kéo nếu đã nhìn thấy trạm xăng. B. Chỉ được thực hiện trên đường vắng phương tiện cùng tham gia giao thông. C. Không được phép. Đáp án đúng là C. Không được phép. Giải thích xe mô tô không được kéo xe khác. Câu số 4, biển báo hiệu có dạng hình tròn viền đỏ nền trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen là loại biển gì dưới đây? A. biển báo nguy hiểm, B. biển báo cấm, C. biển báo hiệu lệnh, D. biển báo chỉ dẫn. Đáp án đúng là B, biển báo cấm. Giải thích, biển cấm vòng tròn màu đỏ. Câu số 5. Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? A. Quan sát gương, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. B. Quan sát gương, giảm tốc độ, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. C. Quan sát gương, tăng tốc độ, ra tín hiệu và chuyển hướng. Đáp án đúng là B. Quan sát gương, giảm tốc độ, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng, giải thích chuyển hướng phải giảm tốc độ. Câu số 6, người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có được đi xe dàn hàng ngang, đi vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính hay không? A được phép nhưng phải bảo đảm an toàn. B. Không được phép. C. Được phép tùy từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Đáp án đúng là B. Không được phép. Câu số 7. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách giữa trừ đường cao tốc. Loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép 60 km h A. Ô tô kéo rơ móc, ô tô kéo xe khác, ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô si tét. B. Ô tô chở người trên 30 chỗ trừ xe buýt, ô tô tải có trọng tải trên 3.500 kg. C. Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ trừ xe buýt, ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3.500 kg. Đáp án đúng là A. Ô tô kéo rơ móc, ô tô kéo xe khác ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô si Giải thích, đường có giải phân cách được xem là đường đôi. Ngoài khu vực dân cư, đường đôi, đường một chiều có hai làng xe cơ giới trở lên, ô tô kéo rơ móc, 60 km h mô tô, xe buýt, ô tô đầu kéo, 70 km h xe trên 30 chỗ, xe tải trên 3 tấn rưỡi, 80 km h xe con, xe đến 30 chỗ, xe tải dưới 3 tấn rưỡi 90 km/h. Câu số 8, người lái xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho các xe nào nêu dưới đây? A. xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê sau khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp không có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định của pháp luật. B. Xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định của pháp luật. C, xe ô tô, xe máy, đoàn xe tang diễu hành có tổ chức, có báo tín hiệu xin vượt bằng còi và đèn. Đáp án đúng là B. Xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định của pháp luật, giải thích nhường đường cho xe ưu tiên có tín hiệu còi, cờ, đèn. Câu số 9. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? A. Điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làng đường quy định, dừng đổ xe đúng nơi quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe, b điều khiển xe đi trên phần đường làng đường có ít phương tiện giao thông dừng xe đổ xe ở nơi thuận tiện hoặc yêu cầu của hành khách của người thân c dừng và đổ xe ở nơi thuận tiện cho việc giao nhận hành khách và hàng hóa sử dụng ít rượu bia thì có thể lái xe đáp án đúng là a điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình đi đúng phần đường làng đường quy định dừng đổ xe đúng nơi quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Câu số 10, khi điều khiển ô tô lên dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào? A. tăng lên số cao từ chân dốc, điều chỉnh ga cho xe nhanh lên dốc, đến gần đỉnh dốc phải tăng ga để xe nhanh chóng qua dốc, về số thấp đi sát về phía bên phải đường có tín hiệu còi đèn để báo cho người lái xe đi ngược chiều biết. B. về số thấp từ chân dốc, điều chỉnh ga cho xe từ từ lên dốc, đến gần đỉnh dốc phải đi chậm, đi sát về phía bên phải đường, có tín hiệu còi đèn để báo cho người lái xe đi ngược chiều biết. Đáp án đúng là B. về số thấp từ chân dốc, điều chỉnh ga cho xe từ từ lên dốc, đến gần đỉnh dốc phải đi chậm, đi sát về phía bên phải đường, có tín hiệu còi đèn để báo cho người lái xe đi ngược chiều biết giải thích ô tô lên dốc cao cần về số thấp từ chân dốc câu số 11 khi động cơ ô tô đã khởi động bản đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe a báo hiệu thiếu dầu phanh b áp suất lớp không đủ c đang hãm phanh tay d sắp hết nhiên liệu đáp án đúng là d sắp hết nhiên liệu. Câu số 12, người lái xe được dừng xe, đổ xe trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc trong trường hợp nào dưới đây? A. xe gặp sự cố, tai nạn hoặc trường hợp khẩn cấp không thể di chuyển bình thường. B. để nghỉ ngơi, đi vệ sinh, chụp ảnh, làm việc riêng. C. cả ý A và ý B. Đáp án đúng là A. Xe gặp sự cố, tai nạn hoặc trường hợp khẩn cấp, không thể di chuyển bình thường. Giải thích, trên cao tốc chỉ được dừng xe ở lần khẩn cấp khi xe gặp sự cố. Câu số 13. Gạt nước lắp trên ô tô phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nào dưới đây? A. Đầy đủ số lượng lắp đặt chắc chắn, hoạt động bình thường. B. Lưỡi gạt không quá mòn, diện tích quét đảm bảo tầm nhìn của người lái. C. Cả ý A và ý B. Đáp án đúng là C. Cả ý A và ý B. Câu số 14. Máy phát điện được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì? A. Để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải làm việc và nạp điện cho ắc quy. B. Ổn định chuyển động của xe ô tô khi đi vào đường vòng, C hỗ trợ người lái xe khởi hành ngang dốc, D để tích trữ điện năng và cung cấp điện cho các phụ tải làm việc. Đáp án đúng là A, để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải làm việc và nạp điện cho ắc quy. Giải thích: máy phát điện để phát điện năng. Câu số 15, khi gặp biển nào xe được rẽ trái? A biển 1, B biển 2, C không biển nào. Đáp án đúng là B, biển 2. Giải thích: Biển 1 cấm rẽ trái, không cấm quay đầu xe. Biển 2 cấm quay đầu xe, không cấm rẽ trái, nên biển 2 là đáp án đúng. Câu số 16, biển này có ý nghĩa như thế nào? A tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km h B. Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km h Đáp án đúng là A. Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km h Câu số 17. Theo hướng bên phải có được phép đổ xe, dừng xe không? A. Không được phép. B. Được phép. Đáp án đúng là A, không được phép. Câu số 18, biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt? A biển 1, B biển 2, C biển 3, D biển 1 và 3. Đáp án đúng là A, biển 1. Giải thích: Biển 1 giao nhau với đường sắt không có rào chắn, biển 2 giao nhau với đường ưu tiên, biển 3 giao nhau với tàu điện. Câu số 19, biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều? A, biển 1, B, biển 2, C, biển 3. Đáp án đúng là A, biển 1. Câu số 20, biển nào sau đây là biển dốc xuống nguy hiểm? A, biển 1, B, biển 2. Đáp án đúng là A, biển 1. Câu số 21, trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết tốc độ tối đa cho phép? A, biển 1, B, biển 2, C, biển 3, D, cả 3 biển. Đáp án đúng là A, biển 1. Giải thích: Biển 1 hết hạn chế tốc độ tối đa, biển 2 hết mọi lệnh cấm, biển 3 hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Câu số 22 Gặp biển báo này, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn, theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không? A. Bắt buộc B. Không bắt buộc Đáp án đúng là A. Bắt buộc Câu số 23. Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy, vạch tim đường, xe không được lấn làng, không được đè lên vạch. A. Vạch 1 B vạch 2, C vạch 3, D cả 3 vạch. Đáp án đúng là B vạch 2. Câu số 24. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? A. Xe công an. B. Xe chữa cháy. Đáp án đúng là B. Xe chữa cháy. Giải thích xe ưu tiên theo mức độ thiệt hại. Xe chữa cháy ưu tiên hơn. Câu số 25, theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi, phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi? A. Hướng 2 và hướng 3 B. Hướng 1, 2 và 3 C. Hướng 1 và 3 Đáp án đúng là A. Hướng 2 và 3 Giải thích, biển này đặt trước ngã 3, ngã 4, các xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ trái ở khu vực sau mặt biển và được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại. Đáp án đúng là hướng 2 và 3. Câu số 26, thứ tự các xe phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A xe khách và xe tải, xe con. B xe tải, xe khách, xe con. C xe con, xe khách, xe tải. Đáp án đúng là A, xe khách và xe tải, xe con. Giải thích Thứ tự ưu tiên, xe ưu tiên, đường ưu tiên, bên phải trống rẽ phải đi thẳng rẽ trái, xe khách và xe tải cùng rẽ phải nên cùng nhau đi trước. Câu số 27, những hướng nào ô tô tải được phép đi? A. cả 4 hướng. B. hướng 1, 2 và 3. C. hướng 1 và 4. D. hướng 1, 3 và 4. Đáp án đúng là D, hướng 1 3 và 4. Giải thích, trước mặt xe tải là biển cấm rẽ trái, không cấm quay đầu, hướng 3, hướng 4 là biển cấm máy kéo, không cấm xe tải, nên các hướng 1, 3 và 4 là câu trả lời đúng. Câu số 28, xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? A, xe tải, B, xe khách, C, xe con. Đáp án đúng là B, xe khách. Giải thích thứ tự ưu tiên, xe ưu tiên, đường ưu tiên, bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái. Một, xe tải, đi thẳng không phải nhường đường vì không vướng xe nào cả. Hai, xe con, rẽ phải. Ba, xe khách đi thẳng nên phải nhường xe con là câu trả lời đúng. Câu số 29, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? A nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp. B nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách. C nhường đường cho xe đạp và xe khách. Đáp án đúng là C, nhường đường cho xe đạp và xe khách. Giải thích: Trước mặt bạn có biển dừng lại stop nên phải dừng xe và nhường đường. Xe của bạn phải nhường cho xe đạp và xe khách. Câu số 30, câu cuối, để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây? A, hướng 1, B, hướng 2, C, cả hai hướng đều được. Đáp án đúng là A, hướng 1. Giải thích: Vạch kẻ đường nét đứt màu vàng phân chia hai chiều xe chạy. Do đó, hướng 2 sẽ đi bên trái đường một đoạn nên không được phép. Bạn chỉ được chọn theo hướng 1 để rẽ trái.